Xin chào anh chị em, mình là Thi, đến từ cảng Bảo Linh ở ngay cạnh sân nhà thờ lớn Hà Nội. Thì nhân tiện hôm nay có anh chị em inbox ở cửa hàng là hỏi là anh ơi, bếp này nó dùng ga ra làm sao. Thì cửa hàng có kênh YouTube, tức là mục đích chính là để giới thiệu chi tiết cách thức sử dụng các sản phẩm, rồi công năng nó ra làm sao đấy. Thành ra thôi thì tiện câu hỏi đó thì mình cũng tổng hợp lại các chủ đề nhỏ, để sau này nếu anh chị mà có nhu cầu tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác nhau thì chúng ta có thể lên YouTube cửa hàng và chúng ta có thể tự mở ra và chúng ta tìm hiểu. Thì chủ đề bếp hôm nay thì như ta thấy ở đầu clip là như bên tay trái của màn hình chúng ta đây là những cái mẫu bếp nó chỉ bằng hai đầu ngón tay. Rồi nữa là chạy sang bên phải của màn hình thì chúng ta thấy thêm bốn mẫu bếp khác. Đây là một trong năm cái mẫu bếp cơ bản mà rất nhiều các anh chị em sử dụng khi đi cắm trại. Thương hiệu FireMaple thì cũng rất là nổi tiếng trên thế giới, tức là rất nhiều nước trên sử dụng. Chúng ta có thể lên Google, chúng ta search trên Amazon ở Mỹ hay là ở châu Âu thì rất là phổ biến. Thì thương hiệu có kèm cả ga đi cùng, tức là ngoài bếp của hãng thì người ta có luôn cái ga với cái thương hiệu FireMaple. Thì nhân tiện câu hỏi là bếp dùng với ga gì đấy, thì mình cũng tranh thủ để mình làm luôn một cái clip để cho chúng ta hình dung. Và sau này nếu anh chị em có nhu cầu hỏi về bếp thì mình chỉ cần là gửi cái đường dẫn, khi các anh chị em inbox là chúng ta có thể hình dung được ngay bếp có mẫu A, mẫu B, mẫu C, sử dụng ra làm sao, nó có cái gì đặc biệt, chất liệu đó là gì, công suất ra làm sao, có những cái phụ kiện gì đi kèm ra làm sao, rồi kể cả cái việc mà chúng ta sử dụng để sang chiết bình ga ra làm sao. Thì mình trong cái clip này mình sẽ tổng hợp lại để chúng ta hình dung. Thì cái bộ sản phẩm mà mình giới thiệu đây là cái bộ sản phẩm tương đối nổi tiếng, tức là dành cho những anh em chuyên đi trekking, cần gọn nhẹ nhất có thể. Đây, cái vỏ đây tháo ra thế này. Thì cái bộ sản phẩm này chúng ta biết là nó nhỏ gọn như thế thì làm sao để nấu, thì thực ra nó đặt thẳng lên trên cái bình ga này, chúng ta xoáy vào. Đây là chúng ta đã có một cái bếp ga. Đấy, chúng ta xoáy xong. Rồi. Đây là cái bộ phận mà để chỉnh mở ga. Đấy, chúng ta thấy ạ. Sau khi mở ga xong là chúng ta, cái này nó không có mồi điện mà chúng ta bắt buộc phải đánh bên ngoài. Đấy, chúng ta đã thấy bếp ga đã cháy sang. Thế là như vậy để cho chúng ta hình dung. Này là cái mẫu bếp này bằng titan. Titan là vật liệu chống mài mòn nổi tiếng nhất thế giới. Thì ra là cái độ bền và cái chất lượng và cái độ ổn định của nó, và nữa là cái chất liệu cao cấp rồi, thành ra là nó rất là đắt. Thì anh em leo núi cần gọn nhẹ, cần tinh giảm thì sẽ dùng cái sản phẩm này. Sản phẩm này có tên là FMS116T. Chữ T ở đằng sau các đuôi số chính là cái dòng sản phẩm đó. Nó có hai phiên bản, chữ T là phiên bản bằng titan, còn nếu mà là 116 tức là phiên bản sử dụng bằng inox, bằng đồng như bình thường chứ không phải là bằng titan nữa. Đấy là mình cho chúng ta xem. Đấy. Thế thì cái mẫu bếp này mục đích chính là để lắp trên bình ga, nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta muốn sử dụng với cái bình galon như thế này. Đấy, đúng không? Chúng ta muốn sử dụng cái bình galon như thế này thì làm sao? Thì ở đây là chúng ta phải sử dụng một cái bộ sản phẩm người ta bán rời, bán kèm riêng. Cái đầu nối ấy. Đầu nối này để sử dụng cho cái bếp ga này. Đấy, tức là chúng ta sẽ nối nó lên đây. Đấy. Chúng ta nối nó lên. Nối hoàn chỉnh xong thì chúng ta đã có được một cái, tức là ta có thể kết hợp được với bình ga này. Thì hai bình ga trên thế giới có hai kiểu cơ bản, tức là bình ga lùn, bình ga lon như thế này. Thì bình ga du lịch nó gọn nhẹ mà, chứ ta cầm một cái bình ga cồng kềnh như kiểu ở nhà nấu 5 lít, 10 lít hay là 20 lít thì không phải là phương án khả dĩ lắm. Thế thành ra thường thường là chúng ta sẽ dùng những bình ga này. Thế thành ra chính vì thế mà để mà sử dụng được hai bình ga này thì chúng ta phải mỗi đầu chuyển. Và khi lắp xong bằng cái bình ga lon này thì chúng ta đã có thể sử dụng và chúng ta cũng thể mở lên. Chúng ta thấy tiếng xì xì. Chúng ta thấy ạ. Đấy. Đầu đốt nó tuy nhỏ thôi nhưng mà cái khí ga nó tỏa ra rất là, cái nhiệt độ rất là lớn. Và theo kinh nghiệm chung của một nhóm khoảng độ 4-5 người mà khi đi cắm trại, thực chất mà nói thì chúng ta dùng bình ga nó sạch gọn, nó an toàn. Chứ nhiều người cứ lo là dùng bình ga nó sợ cháy nổ này kia khi để trên ô tô. Nhưng mà mình dùng thực sự mà nói với anh em là dùng cũng 4-5 năm nay rồi nhưng mà chưa bao giờ có trục trặc gì ga xảy ra với sử dụng bình ga.
đây là như vậy. Dạ. Thì có ba cái mẫu bếp mà nó có thiết kế nó rất giống nhau. À, nhưng mà cái công suất bên trong nó sẽ khác nhau. À, chúng ta nhìn về kích thước thì chúng ta đã có thể thấy rồi. Thì ở đây là những cái mẫu bếp mà nó gấp gọn, tức là hãng trong cái sản xuất thì người ta cũng phân ra. Có ai cần gọn nhẹ đến mức càng gọn bé càng nhỏ thì tốt. Thì có ai thì có người thì cần nó công suất nó cao hơn một chút, đựng đỡ nó thoải mái hơn một chút. Thế chính vì thế mà hãng người ta ra những sản phẩm mà có những công suất và những cái phiên bản khác nhau. Ví dụ như là cái mẫu bếp mà chúng ta thấy là cái mẫu bếp này thì 2300W này. Mẫu bếp này gọi là FMS 1.5 là 2600W. Mẫu này gọi là FMS 1.25 thì là 3240W. Và cái mẫu này trông to thế thôi nhưng mà nó chỉ nhỉnh hơn cái mẫu bên cạnh này một chút về công suất, tức là nó khoảng độ 3600W. Thì thiết kế thì nó giống nhau. Tức là cái mục đích chính là gì? Nhà sản xuất người ta muốn đưa đến cho chúng ta cái sự tiện dụng, tức là ai mà cần đồ nó nặng lề hơn một chút, chúng ta nấu nướng này kia, đồ đạc chúng ta để nó rộng rãi hơn thì chúng ta sẽ dùng như thế. Đây, chúng ta thấy không ạ? Khi chúng ta mở cái bếp này to nhất ra, mình làm mẫu cho chúng ta xem. Đây, chúng ta mở cái bình ra, bếp ra. Đấy, rõ ràng thì nó chỉ to hơn thôi, nhưng mà mục đích chính của nó là thiết kế để cho chúng ta đặt nồi nước này kia nó thoải mái hơn. Đấy, chúng ta đúng không? Chúng ta cái này thì nhà xuất có đưa ra các tải trọng khác nhau. Thì mẫu bếp này chúng ta có thể để được những nồi khoảng độ 10 cân. Nó chỉ nhỏ, nó chỉ cái này tuy nhỏ hơn nhưng mà là 3200, cái này là 3600W. Thế thành ra là mục đích chính của người ta là như thế, đem ra chúng ta cái sự thiết kế. Thì mẫu này nó mới nguyên, chưa sử dụng bao giờ thì thôi mình cũng xin phép tí mình sẽ chủ yếu để giới thiệu chúng ta bác các xem thiết kế của nó. Chúng ta thấy ông gấp gọn rất là tiện lợi, đều thu gọn lại và cái hộp nó đựng như thế này. Chúng ta gấp xong là chúng ta cho thọt vào đây. Cái mẫu bếp nhỏ hơn một chút. Dạ. Mẫu bếp này thì nó có cái công suất là 3240W. Dạ, nhỏ hơn cái mẫu bếp vừa rồi. Thì cũng thế, thiết kế nó ná ná thì nó có thêm cái tấm chắn gió ở quanh cái viền bếp này, tức là khi chúng ta đi đun nấu ở ngoài trời chẳng may mà có gió này kia thì chúng ta cũng có thể yên tâm đun nấu. Tất nhiên thì nó không thể cản tuyệt đối được. Các bác có thể mua thêm những cái tấm chắn gió riêng của các thương hiệu. Đấy, người ta đều có tấm chắn gió chuyên dụng để chúng ta có thể để lên trên bếp. Đấy. Chúng ta thấy không ạ? Thì cái mẫu bếp này nó nhỏ gọn hơn, nhưng mà đầu đốt nó nhỏ hơn một chút, nhưng mà công suất nó cũng không thua cái mẫu bếp to vừa rồi. Thì cái mẫu bếp này cái trọng lượng vật để trên thì chúng ta sẽ được nhỏ hơn, nó khoảng độ được 6-7 cân. Tức là 6-7 lít nước chúng ta để lên trên chúng ta nấu bằng cái kiềng này. Đây, chúng ta chú ý như thế. Mục đích chính là để cho cái sự để các đồ vật này kia nó có vững chãi thêm được hay không. Là như vậy. Mẫu bếp này thì nhà mình dùng cũng 3 năm nay rồi. Đây. Cái mẫu này thì nó có tên là FMS 1.5. Tức là cái mẫu xuất gần như là ai mới chơi thì hay chơi cái dòng bếp này. Thứ nhất là nó cũng gọn nhỏ, giá cả phải chăng. Đấy, thiết kế thì nó cũng là ná cái giống kia. Thế là chúng ta có thể sử dụng khi chúng ta đi cắm trại. Chúng ta mở nó ra chúng ta thấy không ạ? Mẫu này thì mình cũng sử dụng nhiều năm rồi, thành ra là mình lắp ga và để cho chúng ta cảm nhận được cái nhiệt lượng nó tỏa ra làm sao. Xin phép các bác là cái mẫu bếp kia thì mình đọc công suất cho các bác xem thôi, chứ còn thực chất mà nói thì mẫu nào sử dụng rồi nhà mình đang dùng thì mình bật, còn cái kia thì mới nguyên thì cũng có lãng phí, không cần thiết phải bật. Mà tí nữa thôi thì mình sẽ lấy một số mẫu bếp khác để cho chúng ta xem hình dung các sự khác biệt về công suất. Đấy, khi chúng ta mở vọn là chúng ta thấy tiếng xì xì. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Đây, công suất của bếp. Đấy. Cái này thì nó đặt được khoảng độ 3-4 cân. Công suất của nó đấy, các bác nhìn thấy không? Dạ. 2600W. Dạ, tức là nó cũng chỉ lớn hơn một chút về công suất so với cái mẫu bếp bé này. Mẫu bếp này 2300, mẫu này 2600. Dạ. Tất nhiên thì cái này nó làm bằng
mình xin phép được tắt. Mẫu này thì bằng titan, mẫu này là bằng inox với đồng. Thành ra là cái độ chống bào mòn thì nó không thể tốt bằng cái mẫu bếp bằng titan này rồi. Thành ra giá thành nó khác nhau là như vậy. Thế thì trong thiết kế thì ngoài cái việc mà có nhiều bác thì có nhu cầu mua bếp to, nhưng mà có những bác lại không có muốn mua bếp to mà lại muốn được dùng cái bếp nhỏ mà lại chứa được nhiều đồ, đựng được nhiều đồ nấu ấy, tức là để nó gọi là tải trọng đấy. Thế thì nhiều thương hiệu thì có cả, nhưng mà ví dụ như mẫu bếp nhà mình đang dùng đây, bình thường cái này thì nó chỉ để được có 3-4-5 cân thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn nấu cái gì đó nó nhiều cồng kềnh hơn nữa, thì chính vì thế mà cửa hàng này có bán thêm những cái đồ này. Chúng thấy đây, những cái gá đựng đồ đây. Đấy. Chúng ta lại có thể sử dụng cái gá đựng đồ này để cho chúng ta, cái này thì nó có thể nâng độ cao nhé. Chúng ta có thể cân chỉnh độ cao. Ở đây nó có cái nút ấn này, chúng ta có thể hạ nó xuống thấp hơn một chút để gần với mặt bếp hơn, để chúng ta đỡ lãng phí cái nhiệt lượng nó tỏa ra gần đáy nồi hơn. Thì trong trường hợp mà chúng ta muốn sử dụng những bếp tải trọng nhỏ, nhưng mà lại chúng ta muốn tăng thêm cái phần đỡ, thì chúng ta có thể mua thêm những cái giá đỡ thế này. Đây là bằng inox 304 rất là đắt, chắc chắn thương hiệu Caminbun nổi tiếng rồi. Đó, chúng ta thấy không ạ? Là chúng ta có thể đặt lên và chúng ta lại thoải mái. Cái này nó tải trọng được 30 cân cơ. Thế thành ra là chúng ta nếu ai có nhu cầu thì chúng ta có thể inbox để chúng ta đặt mua những sản phẩm kèm theo như thế này, để đặt trên những cái bếp ga mini nhỏ nhỏ thế này khi chúng ta đi cắm trại. Thì giới thiệu sơ qua như vậy để chúng ta hình dung về công suất. Thì bây giờ mình sẽ lấy vài mẫu bếp ra, mình tắt cái điện đi để chúng ta hình dung cái công suất to nhỏ của các bếp trong điều kiện thực tế ra làm sao, để chúng ta hình dung nó kỹ hơn. Điện để cho chúng ta hình dung cái công suất khác nhau của cái dòng bếp này, thế nào 2.300W, thế nào là 2.600W, thế nào là 4.000W. Thì đây là mẫu bếp titan ban đầu chúng ta giới thiệu. Đây là 2.300, mẫu này là FBS105 thì công suất là 2.600W. Mẫu này là mẫu bếp 3 đa công suất, tức là có thể từ 4.000 đến 11.000W khi chúng ta đảo ngược cái bình ga này. Dạ. Thì bây giờ mình bật cho chúng ta xem, rồi mình sẽ tắt điện. À, 1A. Bếp này thực ra là nó có cái công suất điện là cái đầu đánh lửa điện đây. Cái này thì không có, chúng ta chỉ cần mở ra. Rồi. Cái bếp này cũng thế, nó không có cái công tắc điện ở chân. Chúng ta mở ra cho nó bật. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt điện để chúng ta hình dung thế nào là 2.600W. Tắt đồ mình điện đấy. Rồi. Mình sẽ bật hết cỡ để chúng ta hình dung. Đây các bác thấy không? Đây là 2.600W này, 2.300W này. Khi chúng ta mở cửa đại là công suất đây này. 2.300W bếp đầu tiên. Đây là 2.600W. Còn đây là 4.000W rồi. 4.000W. Và có thể đẩy lên thành 11.000W khi chúng ta úp ngược mình ra. Các bác thấy chưa? Yeah. Rồi, mình sẽ tắt đi để chúng ta hình dung. Đây là 11.000, đây là 4.000W đấy. Và chúng ta úp ngược mình ga là đẩy lên đây 11.000W. Nó sẽ to hơn hẳn, chúng ta thấy ngọn lửa nó lớn hơn không? Yeah. Rồi, xin phép các bác. Đấy, cũng xong cái màn bếp núc rồi. Tiếp theo là cái chủ đề bình ga. Thì chúng ta thấy ở trên thị trường thì bản thân cửa hàng mình thôi, thì mẫu bình ga này thì nhà mình không bán. Namilax, công ty này của Hàn Quốc liên doanh với Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam chúng ta. Còn đây là thương hiệu Fire Maple. Thì bình ga này thì bếp thì sản xuất tại Trung Quốc, nhưng mà bình ga thì sản xuất tại Hàn Quốc, vì Hàn Quốc người ta nắm được những cái bí quyết công nghệ này kia, người ta độc quyền sản xuất những cái bình ga du lịch này. Thì nguyên liệu để mà khi đi sử dụng những bình ga mini như chúng ta đã thí nghiệm ở trong hình nhé, thì những cái mẫu bếp ga như thế này để chúng ta thấy ạ. Dạ.
thì bây giờ là chúng ta có thể sử dụng được bình ga này rồi. Ngoài ra thì có thể sử dụng cả bình ga này thông qua một cái đầu chuyển. Chúng ta biết rằng là cái kích cỡ của hai cái loại bình ga này là chúng ta nhìn thấy cái nắp là chúng ta thấy khác nhau rồi. Một cái này răng tròn, một cái này cái răng này nó nhô lên. Thế thành ra là khi mà muốn cái bếp này mà để sử dụng được với những cái bình ga này thì rõ ràng là chúng ta phải có một cái thiết bị để chuyển đổi cái răng. Đây chính là chúng ta thấy những cái bộ phụ kiện như thế này. Đấy, ví dụ thế. Dạ. Bây giờ mình làm mẫu để cho chúng ta hình dung. Đây, ví dụ bây giờ mình đang dùng cái bếp này. Vốn dĩ cái bình ga này của cái thương hiệu Fire Maple thì đương nhiên nó thích hợp với bình ga này rồi. Mà bây giờ làm sao để lắp được trên cái bình ga này, chúng ta thấy nó hai cái răng nó khác nhau hoàn toàn. Thế thành ra là các nhà sản xuất người ta mới đưa ra những cái bình ga như chúng ta thấy đây. À, những đầu chuyển ạ. Chúng ta sử dụng những cái đầu chuyển. Chúng ta kết nối lên trên cái đầu dây dẫn. Sau đó chúng ta chụp lên trên đây. Đấy. Đấy, là chúng ta đã có thể sử dụng, đúng không ạ? Dạ. Giờ đây chúng ta thấy không? Bây giờ mình lại mở ra. Lại phải bật lại lần nữa. À, chúng ta lại có thể kết nối, đúng không ạ? Thông qua cái đầu chuyển này là chúng ta có thể sử dụng cái bình ga này nữa. Để kết nối bình ga này. Nên ra là những... thì những cái đầu chuyển này ra đời là để nó phục vụ cho cái việc mà đấy. Những cái đầu chuyển này ra đời để phục vụ cho những cái việc kết nối những cái hệ chuẩn đầu bình ga khác nhau. Thành ra là chúng ta đều có thể tham khảo để chúng ta mua thêm để cho nó tiện, vì cái bình ga này ở các đô thị lớn thì dễ tìm mua hơn, còn ở các đô thị nhỏ hơn thì chúng ta thể lúc nào thì cũng có thể tìm mua được bình ga này. Thành ra là ai có nhu cầu để chúng ta khi mua bếp ấy, chúng ta nên mua luôn cái đầu chuyển này để chúng ta sử dụng kết hợp với các loại bình ga khác nhau được. À, bây giờ mình sử dụng cái đầu kho. Đầu kho thì mình dùng cái thương hiệu kho của Camping Bull, rất là nổi tiếng. Chúng ta thấy ạ. Nói chung thì mục đích chính là để giới thiệu cho chúng ta về bình ga lùn để sử dụng cho khí hậu thời tiết khắc nghiệt, trời lạnh hay là thiếu dưỡng khí. Bình ga này là sử dụng vào cái điều kiện thời tiết bình thường, mùa đông thì cũng dùng được, nhưng mà khi mà sử dụng ở những cái trời lạnh hay là những vùng núi cao là chúng ta sẽ không sử dụng được bình ga này được, mà bắt buộc chúng ta phải sử dụng bình ga này. Tất nhiên thì những cái bếp này thì đều có thể kết nối được với những cái bình ga gia đình chúng ta sử dụng bằng cái bình ga 10 lít hay 15 lít, nó lại có một cái đầu chuyển riêng biệt nữa. Mà mình sẽ dành ở một cái phần khác rồi sẽ giới thiệu cho chúng ta cách thức làm sao để chúng ta có thể lắp đặt những cái bếp ga này vào những cái bình ga gia đình mà chúng ta sử dụng, và chỉ có thương hiệu này thôi nhé. Dạ, mình thì có nhiều thương hiệu khác nhau thì không phải mẫu bếp nào cũng có thể kết nối được với cái bình ga 10 lít 15 lít ở nhà chúng ta sử dụng, và chúng ta phải có những cái đồ thiết bị đấu nối chuyên biệt, và hãng Fire Maple này cũng có những dòng sản phẩm đó để cho chúng ta có thể sử dụng những cái bếp ga mini này với những cái bình ga gia đình chúng ta dùng hàng ngày thông qua cái đầu chuyển riêng biệt của hãng sản xuất để đảm bảo cái quy định an toàn chống cháy nổ. Nên chúng ta chú ý một chút là như thế khi chúng ta mua hay chúng ta sử dụng. Thì để giải quyết cái những câu hỏi của anh chị em đặt ra cho cái cửa hàng này ra hôm nay thì cũng rất là cửa hàng đã tranh thủ thời gian và làm một cái clip tương đối tổng quan về các loại bếp, các loại bình ga, bình ga lùn, bình ga mini và các đầu chuyển để chúng ta có thể sử dụng với nhau khi mà chúng ta mua bếp ga. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm đến cửa hàng và cũng hy vọng sẽ được phục vụ anh em ở những cái sản phẩm khác nữa. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại.